Xin mến chào tất cả quý vị và các bạn. Như tiêu đề em đã nói là em sẽ làm một làm lại hết tất cả những cái video liên quan đến loa bãi của BMB. Và những cái video nào em chưa làm, em sẽ làm lại hết, từ những con mổ con 450V, 450C cho đến những con 455 hay những con 850. Và em sẽ mổ lại hết cả mổ những con 2000, 1000, 880. Khi nào hàng về tới đâu em mổ tới đấy. Hôm nay sẵn nhà đang có sẵn hàng BMB CSX850C xịn. Em sẽ mổ ra cho mọi người xem lại. Còn tài liệu thì em đã làm cái đây hàng năm rồi. Và cho làm lại thôi. Đây là một chiếc BMB xịn. Và đây đã có là biết là cái căng của nó là bị xước sát, không tránh được điều đó. Và em sẽ quay đằng sau cho mọi người xem. Đây đằng sau của một chiếc loa BMB xịn. Đây là một chiếc để nguyên bụi cho mọi người xem luôn. Em zoom lại gần cho mọi người xem cái thông số của nó. Đây là một con BMB được xuất bên Trung Quốc, công suất 500W trở kháng 8 ohm CX850C đấy, nước sản xuất là China. Và do công ty BMB Corp là chủ sở hữu sản xuất ra. Và em sẽ quay sang chiếc loa đã mổ sẵn cho tất cả anh em cùng xem. Đây là chiếc loa em đã mổ sẵn ra để cho mọi người xem không mất thời gian. Đây là một chiếc e căng dạy chỗ tép. Nó là đây là nhựa. Và đây là lưới sắt. Trong quá trình vận chuyển những cái e căng này thường là nó không còn tròn được nữa. Nhưng người đang xem nó có sự cố vấn đề, nó bị móp béo, không tránh được điều đó. Đây có một cái nỉ để chống rung. Dòng điểm mạnh của dòng BMB 850C này thì chống tốt, chống nực. Trong phân khúc 325 chống nực. Và giá hết sức bình dân. Đây là một chiếc e-căng đại chỗ bát. Cái logo này thì em nói như lại rồi là luôn nó bị xước đúng không ạ? Không tránh được điều đó. Đây mà em sẽ giải thích thêm là tép cái e-căng xịn nó chỉ có mặt này có một chống giật giật này và mặt này thôi. Đây mặt này này và hai mặt xuống xuống gỗ ấy. Còn hai trường dọc này là không có mọi người nhé. Nhiều anh em hỏi em cái điều này là có xịn hay không xịn thì xịn nó không có cái này mọi người nhé. Đôi khi có này là không đúng. Và cái căng xịn thì bên trong cái lưới này thường nó sẽ có một tiếng gây mút để chống giảm giật, chúng tôi xin lỗi, để chống phản xạ âm thanh trong cái lớp lưới này. Đây là cái căng xịn. Và đây một chiếc bát em đã mổ ra. Này mọi người đang xem đây. Đây là chiếc bát xịn. Chiếc bát này có công suất là 250W. Mọi người nhé, 250W trở kháng 8 ohm. Và các CD mã hiệu của nó, dòng BMB 850C không có chữ China trên từ. Đó là điều như thế. Và từ chồng nhưng từ bằng nhau nhé mọi người nhé. Từ kép ấy, 140 nhưng 140 nhưng bằng nhau. Phải nói cái rằng cái kẹp từ của con BMB 850 này hoặc tất cả những dòng BMB xịn nó dày dặn, điều đặc biệt của nó. Em sẽ quay cho bác xem côn điện của nó luôn. Đấy. Con này côn khá to đấy, côn phải lên tới 63. Côn to, từ to. Dòng này xương BB, dòng BB ngang thì thấy toàn xương sắt thôi. Các bác nhé, xương sắt. Và đây em quay ngược lại cho các bác xem cái màng của nó. Màng của BB thì rất là mỏng nhưng dai. Rất là mỏng nhưng dai. Đây là chiếc bát BMB xịn. Và em đã thay gân lại. Đây là gân đã thay, chính tay em thay chứ không phải là anh em nào thay cả. Đây này em thay. Cái gân thì mọi người không quan trọng cái gân. Cái gân như kiểu cái lốp xe máy, lốp ô tô. Mọi người thay định kỳ thôi.
nó không bị thắc mắc cả. Và tiếp theo đây là một chiếc tép, để em tháo nó ra ngoài luôn. Tép tháo thì thường nó có cái nẫy, anh em bóp nẫy vào nhá, tép bát để có cái nẫy. Trở kháng của nó là 8 ohm, công suất có 2W thôi. Và dòng này cũng không có, không có chữ China trên từ. Đây là mặt trước của nó. Và em sẽ quay bên trong cho mọi người cùng xem. Thì bên trong thực chất thì nó bị cái phân tần không che được, không biết vì nó vướng cái e-căng ở đây, không soi được, các mọi người phải thông cảm thôi. Khi em rạch cái e-căng này ra thì những lúc các bác đến cái đôi loa này thì lại quả không còn zin. Đấy, cái phân tần ở bên trong mọi người, nó thông cảm mọi người nha. Em cũng đã có những cái video mổ hẳn nói bóc trước rồi, nhưng bóc ra này ghim lại các bác lại không mất zin. Đây là dòng có cái tem đằng trước mặt ở đây, tem 7 màu trước mặt đây, bóng óng ánh ấy. Thì ở đằng sau đây, sau chiếc loa nó phải có cái tem này. Còn trong trường hợp không có cái tem này thì sẽ có một cái tem to to vuông vuông cỡ 5x10 phân ở đây, màu xanh, màu đỏ, màu cam, màu gì đó ở đây cho mọi người. Và khi đã có cái tem to ở đây thì ta phải bỏ cái tem đằng trước này đi mọi người nhé. Là nhiều anh em thắc mắc là như thế, em giải thích luôn cho mọi người hiểu vấn đề. Dòng BMB con 850 này chống tốt, chung ba giải đều đều. Vì cấu tạo nó là một bát, hai chung và hai tép mọi người nhé, hai chung và hai tép. Đây, hai chung và hai tép này. Nó rất là hay ở chỗ đó, nên hát karaoke rất là nét, chuẩn và giá lại bình dân. Nó không phải là bản cao cấp nhưng nó phục vụ cho đa số mọi người được. Và em xin phép được dừng cái bài mổ con 850C này ở đây. Xin cảm ơn mọi người đã theo dõi video của em. Mọi người có yêu mến mình thì xin cho xin một đăng ký kênh và một chia sẻ video này. Xin chào mọi người.